quy định cần biết về nội dung mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, bài 3. Khoản 3, điểm G tại điều 3, thông tư 68/2019/TT-BTC quy định về phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ như sau. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ cần có những chỉ tiêu sau đây: tên người vận chuyển hàng hóa, phương tiện vận chuyển hàng hóa, địa chỉ của kho xuất và nhập hàng, thông tin hàng hóa như tên, đơn vị, số lượng, chủng loại, những thông tin khác như tên người xuất, nhận hàng, lệnh điều chuyển nội bộ. Theo dõi ngay để nhận thêm những thông tin hữu ích từ BKAV Corporation.